Vâng, chào bác nhá. Hôm nay bên em cũng đi lắp cho bác khách ở tại tổ 14 Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Như không gian nhà bác ốp toàn đá luôn, cửa kính ốp tường toàn gạch đá. Rồi bác có lấy bên em thì là một đôi loa PK Beo Acoustic PK12, một chiếc sắt 115S cộng. Trong đấy thì là bộ dàn anh thì có combo để về BVK K12 K20 Pro, một chiếc vang S700, chiếc quản lý nguồn S900 Pro, một chiếc mic 550 Bluetooth bản 2021. Và sau đây thì mời các bác vào thẩm âm qua đoạn nhạc sau khi em setup xong các bác nhé. Đau đây không cùng quý chia sẻ đâu cho nên dù người Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.